Nơi đâu, chấp xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chợ lui miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 2, em mà tiếp tục giới thiệu đến các bác một chiếc đầu của hãng Tech với model của nó là A650. Đây là chiếc đầu chạy bằng cassette. Thì nó được sản xuất vào năm 1975. Với giá xưởng của nó rất là cao, 119.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 25 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Chiếc này thì có cái xe ngang của nó là 44 cm, chiều cao của nó là 17,7 cm, chiều sâu của nó 32,5 cm, mà nó nặng là 13 kg như một chiếc âm ly nữa nè. Thì model này thì em bán cũng được vài con rồi nhé, vài con rồi. Đấy. Chiếc đâm khá hay, ngoại hình thì đẹp, hầm hố ấy. Đồng hồ vu hiển thị rất là lớn. Đấy. Bố trí rất là hài hòa và đẹp mắt sang trọng. Ở chiếc đồ này, ngoài chức năng đọc băng cassette ra thì nó làm rè rất là hay, âm sắc dày, chi tiết nhé. Đấy. Và rất là mộc. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để cho các bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình của chiếc đồ này, đấy, bên trong thì nó có bao đèn. Và đây ở đây thì nó có vết sức nhẹ nhẹ đây, các bác nhìn kỹ mới thấy, nhìn nghiêng từ bên ghế thôi chứ bình thường thì cũng hơi khó thấy, nhìn trực thẳng này hơi khó đúng không ạ? Đấy. Và đây đây nó có một vết nữa, nó là màu trắng nên là nhìn rất là khó nhé. Em thì em chỉ cụ thể để cho các bác chọn lựa vào cái nút này, thì đây có vết chày chẹ này. Nút này là nút chỉnh output ra. Đây được đường công suất ra, đường dây ra này, đây là đường tăng âm lượng. Đấy, kia bác làm giải. Và đây về thì tình trạng là nó đúng gì của nó là nó có cái lúm trắng này bọc bên ngoài này, nhưng mà sao chắc bác Nhật bác tháo ra sao bác để chỉnh cho nó lạ mắt ra. Này, hai bên này là không có này. Đấy, 1 2 3 4 đấy. Đây cái lớp gạt nhựa nó bình thường nhé. Thế cái này nó chỉ bọc bên ngoài thôi. Đấy. Rất là đẹp. Phần là cạnh trên, cạnh trên của nó đây thì có cái vết chày năm nhăm nhỏ không đáng kể. Đây. Đây phần nắp lưng nhé. Hồi bên đây thì cạnh hồi bên đây thì có xước nhé, có xước này. Đấy. Model của nó là A650, điện 100V, công suất 26W và series máy của nó là 41398 nhé, và được sản xuất tại Nhật Bản. Thì tất cả chiếc đầu thì em đều đọc rõ series của từng máy một các bác nhé, để tránh nhầm lẫn. Đấy. Đây nó có hai đường analog ra và một đường analog vào để cho các bác làm rè đấy nhé. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong. Sắt xi thì 7 màu nhé, sắt xi 7 màu. Và đây là miếng giấy bạc đặt trên thì theo năm tháng thì nó bong này. Đấy. Nguồn lớn này, nguồn lớn này. Sắt xi 7 màu, nó mới luôn. Đấy, ốc ác này, sáng bóng luôn. Đấy. Tụ thì chi chít rồi, tụ lọc nó chi chít rồi. Toàn đấy. 10.000 mi một tụ á, khủng khiếp. Đấy, sắt xi đây, mạch rất là nhiều, 1 2 3 4 5 đấy. Nó mà mạch đấy, motor lớn này đây. Và chiếc đầu này về trong tình trạng thì cái này là về từ bên Nhật về bác nhá. Đây này, không biết là sao bên đấy người ta độ cái gì ấy, là hàn dây chi chít vào đây không biết. Đấy. Và về cái tình trạng máy của con này thì là nó không ghi được, không ghi được phát và làm rè rất là hay nhưng mà thui không tiêu được, còn đây không biết là độ cái gì không rõ luôn các bạn.
Vậy là bác Hà bên em cái gì mà về thế khác là em báo bác ngay, chứ không phải là về Việt Nam mình chế sáo ở đây không nhé. Đấy. Mất công nè. Bên em thì không thu mua lại đồ đã dùng ở Việt Nam nhé, và không đổi các đồ đã bán, nên là chỉ bán đồ vãi thôi. Về tình trạng máy nào thì báo rõ, sửa chữa gì thì báo rõ các bác luôn, bác nào ưng thì mua. Rồi, và chiếc này trong cái tình trạng như vậy thì em thứ nhất là thì nó có cháy đây, hai nữa là cái bốn cái nút này thì nó không còn nhé, không còn chỉ cái lớp chụp bên ngoài thôi, nhưng mà nhìn nó rất là hài hòa đẹp mắt. Cũng may sao là còn cái ở giữa này, nhìn rất là đẹp cân đối. À, và cái phần ghi thì không ghi được. Đấy, và cái thứ ba nữa là cái phần mà mạch ấy thì biết là bên đấy là hàn cái gì thì không biết nhé. Đấy, nó không ảnh hưởng gì. Tại em test chất âm rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Như vậy thì giá bên em bán với giá chỉ có 5 triệu đồng thôi. 5 triệu đồng cho các bác chạy bằng cassette và làm rẻ cực hay. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Các bác gần thì qua nhà em chọn lựa mua sản phẩm, bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi. Nên tăng giảm âm lượng ra. Nhiều chat này, cân đối này, nhiều bát này. Đấy. Đấy. Có nghe hay đấy. Tôi đi này, thu lại này, đấy, dừng này, đấy. Rồi em test chức năng làm rè nhé.
5 giờ thì chúng ta chỉ cần ấn nút Z và nút pause xe này, tạm dừng là xong nhé. Đây. Tăng giảm âm lượng đây. Đấy, tăng giảm âm lượng đây tùy ý các bác, mà tăng vừa thôi, nhiều lớn quá nó bỡ tiếng nhé. Trong bàn tay chẳng dừng ngủ say, tôi anh đời lính chiến xa nhà, gần nhau được có mấy lúc xa rồi, như gió thoảng mây chui. Anh nói gì cho cả người yêu thương, yêu tôi từ khi quê mẹ lửa binh.
Xin phép được dừng ở VTS ở đây. Thì trước đồng này em bán với giá là 5 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc cho là chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.